Minecraft, nhưng tất cả block đều rơi vào vật phẩm ngẫu nhiên. Mục tiêu của mình ở trong cái thế giới lộn xộn xì ngầu này đó chính là phải tìm mọi cách để có thể tìm được cục kim cương. Nghe thì dễ đúng không, nhưng mà khó lắm. Trời ơi, cái lúc mà mình đói bụng á, mình tính đập con cừu để mà mình lấy thịt mình ăn rồi, nhưng mà nó không rơi ra thịt, nó rơi ra cái củ dền. Mà cái củ dền nhìn nó như cái trái tim vậy đó. Nhìn sơ qua mình tưởng là mình đập con cừu lòi trái tim ra ngoài rồi, giật mình mới qua. Mình đi tới đâu là mình đập tới đó, cái nào mà đập được là mình đập hết. Trời ơi, mình đập quá trời đập luôn. Dân làng hả? Đập luôn, mình đập từ bên ngoài cho tới vô làng, đập từ dân làng tới cái làng luôn. Trời ơi, người ngoài mà nhìn vô, người ta quánh giá mình chết, nhìn giống mấy báo đời thực sự. Đập từ cái vùng bình thường cho tới cái vùng tuyết, mà đập từ sáng tới tối luôn, nhưng mà không thấy cục kim cương đâu. Mình bất lực, mình xém xíu nữa thôi là mình bỏ cuộc rồi. Nhưng mà vô tình mình tìm thấy một cái vật phẩm nó còn xịn hơn cả kim cương nữa. Đó chính là netherite. Trời ơi, mà không phải là một thỏi đâu, mà là một khối luôn. Trời ơi, bị đã luôn. Ừ ha, mà không có kim cương thì netherite cũng để chân. We'll be right back.